Chào các em, hôm nay chúng ta sẽ giải tiếp cái chương 2 carbohydrate để ôn số 3. Link làm bài các em có thể làm thực hành tại Ajuta. Cô để cái link đường đây, mật khẩu là 235. Rồi phần 1. Câu 1, carbohydrate là hợp chất hữu cơ. Rồi chúng ta học lý thuyết rồi, hợp chất hữu cơ tạp chất. Tạp chất có nghĩa là từ hai loại nhóm chất trở lên đó, có công thức chung là CN nước ML, đáp án B. Thì thông thường carbohydrate nó có nhóm hydroxy và nhóm carbonin. Câu 2, phát biểu nào là không đúng? Rồi, vậy đây là đáp án C đây. Cái polysaccharide của mình thì gồm có tinh bột và cellulose, thì hai anh này đều thủy phân cho ra gluco. Tinh bột là thủy phân ra gluco và cellulose polysaccharide luôn cũng thủy phân ra gluco. Như vậy cái một loại thôi ha, ở đây nhiều loại là sai. Câu số 3, hợp chất chứa đơn vị fructo. Như vậy fructo là của saccharo, nó gồm có một gốc alpha gluco và một gốc beta fructo. Hiện này có fructo, anh manto này chỉ gồm cái gốc alpha gluco thôi, tinh bột thì cũng là alpha gluco, còn cellulose nó là beta gluco. Rồi. Câu số 4, chất nào thuộc loại mono? Monosaccharide thì có gluco và fructo, để đáp án D. Còn saccharide và mantol thuộc disaccharide, cellulose là polysaccharide. Mình có 6 chất tương ứng với 3 cặp á, cặp mono, cặp di và cặp poly. Rồi câu số 5, như vậy là câu C ha. Câu số 6, poly nè, là thuộc cellulose. Rồi câu số 7, chỉ gồm các đơn vị beta gluco. Như vậy mình đã nói ở trên nè, beta là của cellulose, đáp án A. Rồi câu số 8, nhắc lại luôn, amylo dưới đây, amylopectin nó thuộc về tinh bột nha. Rồi saccharo thì là disaccharide, nó có công thức ở trên rồi đó, nó gồm có alpha gluco và beta fructo. Câu số 8, mạch phân nhánh có nhiều trong ngũ cốc. Như vậy trong ngũ cốc là có tinh bột nè, tinh bột thì có amylo và amylopectin. Vậy phân nhánh là em nhớ chữ B, chữ B, chữ pectin, chữ B là phân nhánh của C. Tinh bột là hợp chất polysaccharide của B. Trời, mấy câu này thì ôm lại cái lý thuyết phân loại thôi. Mình sang câu 10. Phát biểu nào đúng? Gluco fructo là công thức là sai ha. Gluco và fructo đều là C6H12O6. Câu B, gluco fructo đều có 5 nhóm hydroxy, 1 nhóm carbonin. Nhóm carbonin là nhóm nó đồ CO á, thì CO này có thể là nhóm cetone, ketone hoặc là nhóm anhydride này đều được. Vậy câu B cũng đúng. Vậy đáp án B nè. Còn câu C, saccharamanto là C12H22O11, nó thuộc về disaccharide. Câu D, saccharomanto, ở đây có dạng mạch hở thì sacca nó chỉ có dạng mạch vòng thôi, nó không có mạch hở ha, thì ý nó sai rồi. Đây câu 11, công thức cấu tạo của gluco mạch hở. Rồi như em cũng phải học kỹ sách giáo khoa nha, tất cả những công thức luôn. Chứ câu D là của fructo. Mạch hở thì nhớ cái 4 nhóm OH là phải, trái, phải. Đáp án B nè, phải, trái, phải. Rồi câu số 12, công thức mạch vòng của alpha gluco. Vì alpha là cái OH số 1, số 2 nó cùng phía, thường là nó hướng xuống hết nè. Cũng nãy là phải, trái, phải, đó là xuống, lên, xuống. Là bán C. Xuống, lên, xuống. Này, bán C. Rồi câu 13, để chứng minh phần tử gluco có nhiều nhóm hydroxy liền kề. Nhiều nhóm hydroxy có nghĩa nhiều nhóm OH á, thì người ta cho phản ứng số OH 2 lần ở nhiệt độ thường. Cần cái thuốc thử toluen đun nóng hoặc là COH 2 lần đun nóng thì đó là
Chứ mình tính là có nhóm CHO của anh để hết. Rồi câu 14. Chất nào có phản ứng tráng bạc? Tráng bạc thì gluco với manto với ructo ha. Gluco, ructo, manto là phản B. Rồi câu 15. Trong công nghiệp thực phẩm, sắc ca dùng để làm nguyên liệu sức bánh, kẹo, nước giải khát. Câu nào sai? Đây này, câu C đây. Thủy phân saccharo. Thì saccharo thủy phân cho ra gluco và ructo là phải hai loại. Rồi câu 16 có 4 cho các chất, số chất tác dụng với số OH 2 lần. Mình nghĩ là ethyl alcohol là CH5OH. Nó có một nhóm OH thôi nên nó không có tạo ra xanh lam được nè. Nó không phản ứng. Glycerol có 3 nhóm OH liền kề phản ứng tạo ra một xanh lam. Vậy lấy nè. Gluco cũng có nhiều nhóm OH liền kề cũng tạo được xanh lam được. Còn formic acid, đây là một acid thì acid, còn COOH 2 lần là một bazơ. Acid với đây bazơ thì có phản ứng với nhau. Rồi. Này đáp án là 3. Cái đó không tạo dung dịch xanh lam giống cái màu kia ha. Nhưng mà cái phức cellulose và glycerol là phức. Rồi câu 17. Giai đoạn nhờ xúc tác acid. Cái giai đoạn 1 là quang hợp, không có acid. 2 là thủy phân. Được nè. Em nhớ là C12H2O1 có thể là manto, thủy phân tinh bột. Thì dextrin có thể hữu được manto nữa. Rồi manto này thủy phân được gluco. Đó. Còn cái giai đoạn 4 là lên men. Lên men thì nhờ xúc tác enzyme. Men gọi là enzyme thì không phải acid. Vậy mình chỉ có lấy 2 với 3 thôi. Rồi câu 18. Tinh bột có phản ứng nào? Tinh bột là không có trắng bạc rồi. Trắng bạc thì gluco, ructo với manto. Y2 thì có nè. Tinh bột với Y2 thì tạo ra cái dung dịch màu xanh tím. Rồi, phản ứng với số OH 2 lần xanh lam là không có. Xanh lam là 4 chất đầu ha. Mono với D thôi. Phản ứng thủy phân có nè. Này cái tụ đo gạch cũng không. Cái tụ đo gạch thì cũng giống như trắng bạc á. Anh nào trắng bạc được thì đo gạch được. Chỉ có 3 cái. Giờ ở đây 2 với 4 thôi. Rồi mình qua phần 2 là phần trắc nghiệm đúng sai. Gluco là monosaccharide. Đúng rồi nè. Còn ructo là disaccharide là sai. Ructo cũng là mono. Vậy A sai. Ý B, gluco và ructo đều là đi. Là sai luôn. Nó là mono. Rồi câu C. Đúng rồi nè. Câu D. Đúng. Disaccharide. Rồi câu 20. Sắc ca thuộc loại monosaccharide. Là sai. Sắc ca là thuộc đi. Disaccharide. Câu B là cellulose là... cellulose là phải là poly á. Ở đây nó nói là đa là sai luôn. Poly. Rồi, amylo là thuộc về tinh bột, tinh bột là poly đúng rồi nè. Amylopectin cũng là tinh bột luôn. Cũng một loại tinh bột là đúng luôn, poly. Câu 21. Người ta cho 4 chất. Rồi cả 4 chất này đều tan trong nước. Là sai. Có 4 chất đầu tan á. Vậy ở đây mình trừ cellulose ra. Cellulose nguyên là gỗ, gỗ nó không tan trong nước. Chỉ có 2 chất thủy phân. Đúng rồi, sắc-ca và cellulose. Câu C cả 4 chất để phản ứng với số OH 2 lần là sai. Rồi chỉ có 3 chất đầu thôi. Rồi câu D. Trừ cellulose, 3 chất còn lại đều phản ứng trắng bạc. Là sai luôn, sắc ca nó không có trắng bạc. Câu 22. Thủy phân saccharo thu được 2 monosaccharide X và Y. X trong quả nho chính được gọi là đường nho, như vậy X là gluco nè. Còn Y của mình sẽ là fructo.
rồi phát biểu y không tan trong nước. Sai ha, cả gluco và ructo đều tan được. Y có phản ứng trắng bạc được, tại vì ructo nó chuyển hóa thành gluco được, nó trắng bạc được trong môi trường kiềm. Y thì đồng phân đúng nè. Y cái tính chất của anh con đã chất đúng rồi nè. Trời, câu 23 thì mình qua cái phần là trắc nghiệm mà trả lời ngắn. Câu 23, bao nhiêu hợp chất thuộc loại carbohydrat? Nhìn gluco là 1, ructo là 2, manto là 3, sắc-ca là 4, tinh bột là 5 và cellulose là 6, 6 chất. Rồi 24, có bao nhiêu cặp chất không phải đồng phân? Ructo, ructo được, nó là đồng phân, cũng là C6H12O6. Rồi tinh bột với cellulose, em nhớ là nó có công thức giống giống nhau, C6H5N lần, nhưng mà cái chỉ số N N của tinh bột là nhỏ hơn rất nhiều so với cellulose, như hai này không phải. Acetic acid là C3COOH, còn methyl formate H2OCH3, hai này thì cũng là C2H4O2 thì đồng phân. Rồi sắc ca với manto cũng là đồng phân được, C12H22O11. Rồi như vậy mình chỉ có một cặp chất không phải đồng phân thôi, đó là tinh bột với cellulose. Rồi câu 25, có bao nhiêu hợp chất khi tỉ phân hoàn toàn chỉ tạo gluco? Chỉ tạo gluco là có tỉ phân đúng không? Sắc ca là không được. Manto là 1, tinh bột là 2, cellulose là 3 ha. Còn anh sắc ca anh ra gluco và ructo là 3 chất thôi. Rồi câu 26, bài tập. Bài tập này thuộc dạng là thủy phân tinh bột hỏi lượng gluco. Rồi trong bài tập thì em nhớ cái người ta yêu cầu làm tròn bao nhiêu chữ số, mình đọc cho kỹ. Bây giờ 1 kg bột sắn nè, 80% tinh bột. Như vậy mình tìm được lượng tinh bột là 80% của 1 kg là được 800 g. Rồi từ đó em đổi được số mol. Vậy có số mol tinh bột, mình viết cái phương trình đó, mình tìm mol gluco. Tinh bột nhớ là C6H5, mình cái chỉ số N mình có thể bỏ qua luôn. Thì mình tính toán mình đã triệt tiêu N rồi. Em lấy cái số C6H10O5 thôi là 162. Rồi như vậy em viết phương trình theo cái bảo toàn carbon, mình cũng không cần chỉ số N nữa. Rồi, 6 carbon đây, 6 carbon là bảo toàn carbon á. Thì số 11, 1 tinh bột ra 1 gluco. Thì ở đây bài lập đã có hiệu suất ha, hiệu suất 37,5% thì em đổi là 0,375. Như vậy nếu mình cho dữ kiện bên trái mà tính bên phải thì em sẽ nhân hiệu suất. Vì mình có cái mol của tinh bột, mình sẽ nhân hiệu suất, em tìm được mol của gluco. Rồi, chỉ có số mol là mình nhân thì mol lớn nữa, mol lớn gluco mình cũng học thuộc luôn ha, là 180, C6H12O6 là 180. Rồi như vậy mol lớn nhân số mol nè, em ra được cái đáp án. Và đáp án này chỉ làm tròn đến đơn vị, đến hàng đơn vị có nghĩa là không có lấy dấu phẩy. Rồi nguyên tắc làm tròn thì này ra 333,3 thì em làm tròn là 333 thôi. Còn hai câu cuối. Câu 27 là một bài tập về tráng bạc. Mình cứ nhớ là viết phương trình tắt thôi, tại vì dạng điền đáp số. Một gluco sẽ ra hai lần bạc ha. Cô đổi mol gluco nè. Chị cứ em viết phương trình nhắn tắt vậy, một gluco ra hai lần bạc. Vậy giờ 0,3 thì mol bạc sẽ là 0,6 và em nhân m lớn 108 nữa là em được cái đáp số. Rồi, 64,8 gram.
Rồi, vậy câu cuối cùng. Vậy câu này là câu cũng hơi khó. Nó có nhiều công thức cần phải nhớ. Thứ nhất là công thức về khối lượng riêng. Mình có m của rượu nè, m bằng v nhân d, v rượu nhân khối lượng riêng của rượu. Rồi công thức độ rượu, độ rượu thì là v rượu nguyên chất, rồi chia cho v cái dung dịch, rượu ở đây còn gọi là dung dịch cồn nè, rồi nhân cho 100 độ. Giờ mình sẽ đổi từ từ ha, tìm số mol tinh bột trước nè. Vậy giờ 10 kg 75%, 10 kg gạo nếp có 75% tinh bột, thì em đổi được khối lượng của tinh bột. Em nhớ luôn giùm cô là cái đơn vị, lát đề hỏi là đề cho kg, đề hỏi lít cồn, thì kg đi với lít, còn gam thì đi với ml. Có nghĩa là lít đổi sang ml em nhân ngàn, còn kg mà em đổi sang gam mà em cũng nhân 1.000, thì ngàn với ngàn trên tử với mẫu trực tiêu lẫn nhau rồi. Như vậy giờ mình để luôn cái đơn vị kg, thì lát mình ra đáp số là lít. Mình không cần đổi sang gam ha, giữ nguyên. Vậy m tinh bột là được 7,5 kg. Rồi từ đó em đổi được số mol là chia cho 162. Em viết cái sơ đồ. Một tinh bột ra một gluco nè, một gluco lên men thì được 2 lần alcohol. Giờ hiệu suất của cả quá trình là 40%, thì cái hiệu suất để em điền với mũi tên nào cũng được hết á. 40%. Rồi chỉ có điền đây đi. Hiệu suất 40% đổi sang là 0,4. Vậy mình có mol tinh bột nè. Rồi, qua hai công đoạn luôn ha, mình đang đi theo chiều thuận. Được trái sang phải là nhân hiệu suất. Nhân 0,4 là nhân 2 nữa. Vậy mình có được số mol của rượu. Và mình áp dụng công thức khối lượng rượu bằng V nhân D nè. Vì vậy khối lượng rượu lấy số mol 7,5 chia cho 162. 0,4 nhân 2 là cô viết tắt nó luôn là 0,8 ha. Rồi như vậy là có số mol. Mol rượu rồi em nhân m lớn nó là 46. Rồi tìm được cái V rượu nhân cái khối lượng riêng là 0,789. Suy ra cái V. Và V này là 2,16 lít. Vậy giờ V rượu người ta hỏi là V lít cồn, thì mình áp dụng cái công thức độ rượu lần nữa mình tìm được V dung dịch cồn. Thì bạn nào không thuộc, không biết cách chuyển vế thì em có thể giữ nguyên cái công thức độ rượu nè. Dữ kiện nào có mình điền số mol vô. Rồi mình điền cái lượng của nó vô. Vậy 96 độ. Rồi nó bằng là 2,16 chia cho V dung dịch cồn nhân trăm. Suy ra V dung dịch. Ở đây người ta yêu cầu làm tròn kết quả đến hạng phần trăm. Hạng phần trăm là hai chữ số. Như vậy mình lấy là 2,25 lít. Rồi, hạng phần trăm. Vậy đáp án là 2,25. Vậy nhớ nha, để yêu cầu em có khi để hỏi hàng đơn vị, hàng phần 10 hoặc là hàng phần trăm á, thì mình làm cho nó đúng. Thì cảm ơn các em đã theo dõi bài học ngày hôm nay.